Dân, con tìm cái gì đấy? Có gì đâu ạ. Con lại định dở trò gì phải không? Mẹ, con muốn nhờ mẹ một chuyện. Mẹ giúp con nhé. Việc gì? Nhưng mà mẹ phải hứa là giúp con cơ. Mẹ phải biết là chuyện gì đã chứ. Mẹ, mẹ có muốn con làm rạng danh gia đình không? Bố anh chứ. Anh mà làm rạng danh gia đình thì mẹ mừng chứ sao. Mẹ, mẹ có muốn con giàu sang phú quý không? Muốn. Mẹ có muốn con công thành danh toại không? Tất nhiên là mẹ muốn rồi. Thế thì mẹ cho con mượn giấy tờ nhà đất mẹ nhá. Để làm gì? Con với thằng Hưng đang định mở công ty quảng cáo truyền thông, nhưng mà chưa có vốn. Mẹ cho con mượn giấy tờ nhà đất, con thế chấp vay vốn ngân hàng mẹ nhá. Không được. Sao lại không được ạ? Mẹ biết cái tính anh rồi. Anh cứ làm tốt công việc ở tòa soạn báo đi cho mẹ mừng. Anh cứ bắt chước người ta làm ăn rồi lại đi tù có ngày ấy. Không được đâu. Mẹ không đồng ý đâu. Mẹ. Mẹ đã bảo không được là không được. Mẹ không cho con mượn giấy tờ nhà đất ý. Con vẫn mở công ty cho mẹ xem. Ok. Dân, nghe mẹ nói đã. Dân. Sao rồi? Chẳng lẽ định ngồi thối ở đây cả ngày à? Hay mày thử nịnh bợ bà Quyên xem, bà có cho vay đồng nào không? Còn lâu đi. Cái bà 5 xu đổi lấy 1 hào ấy, cho dù bà ấy bỏ ra 1 xu cũng phải tính lời lãi. Mà tôi vừa cãi nhau với bà ấy xong, chắc bà ấy không cho tôi vay đâu. À, hay mày thử hỏi ông Quân nhà mày xem, ông ấy có tiền riêng không? Lương ông ấy thì được bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu tiền ông ấy dùng tất vào việc chơi bời nhậu nhẹt hết. Việc lớn trong gia đình thì toàn vợ lo. Từ trước đến nay ông có phải lo cái gì đâu, nên không có phản xạ tiết kiệm tiền đâu. Chán thật đấy. À phải rồi, bây giờ chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Ông nhờ Ngà vay tiền. Thôi, bọn ta mới yêu nhau, bây giờ lại nhờ chuyện nọ chuyện kia, tao ngại lắm. Với cả nhất là chuyện tiền nong nữa. Khổ quá. Có người yêu giỏi, người yêu giàu, không nhờ ấy thì phí lắm. Người ta nhờ vả vợ cả đời cũng chết được đâu. Con lựa lời mà khuyên bảo em giúp mẹ. Tính khí nó cứ ảo ảo thế mẹ lo lắm. Thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào. Làm ăn không ra làm sao, rồi nợ nần ra ấy. Không sao đâu, mẹ đừng có suy nghĩ nhiều quá. Hai anh em nhà anh giống hệt bố. Việc gì cũng coi nhẹ như lông hồng ấy. Đến lúc xảy ra cơ sự rồi lại cuống cả lên, chẳng biết phải giải quyết ra sao. Chỉ khổ mẹ thôi. Anh thì mẹ không lo lắm, vì chị Quyên là người tháo vát lanh lợi. Nhưng còn thằng Dân thì mẹ lo lắm. Con Thục tốt tính thật đấy, nhưng lại hiền lành, thật thà quá. Không biết sau này có phụ giúp gì được cho chồng không, hay lại cả đời ăn bám. Mẹ ơi, cái Thục nó giỏi lắm đấy, nhưng mà nó chưa gặp thời thôi. Mà sinh viên mới ra trường, ai chẳng phải long đong đi xin việc một thời gian. Không có tên chị trong danh sách trúng tuyển đâu chị ạ. Thế ạ, em cảm ơn chị ạ. Không có gì. Lại một vụ nữa ào. Alo, mẹ ạ. Con đang làm gì đấy? Con đang đi làm ạ. Đi làm rồi à? Công ty nào đấy hả con? Khổ quá. Con có nói tên thì mẹ cũng có biết công ty nào với công ty nào đâu. Thôi con cúp máy nhá. Con chào mẹ. Cố lên Trúc ơi. Cái thằng Dân này lâu về thế nhỉ? Con phải đi đón cháu đây. Kìa,
Em nó về rồi đấy. Con lựa lời nói với nó nhé. À, chú về rồi đấy à? Ngồi xuống đây anh em mình nói chuyện chú. Mẹ lại ca cầm, bảo em đừng mang giấy tờ nhà đi thế chấp chứ gì. Ơ, cái thằng này. Anh em nói chuyện với nhau, làm sao mà phải sừng cô lên như thế nhỉ? Em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Thằng này hay nhỉ? Này, đứng lại đã. Anh em nói chuyện chút nào. Anh bỏ cái tay anh ra. Chuyện của em tự lo được. Anh không phải quan tâm. Cái thằng... Ơ kìa. Thì anh quan tâm, anh muốn nói chuyện với con. Con cứ bàn với anh xem thế nào. Mẹ không cho con mượn giấy tờ nhà đất ý. Con chẳng có chuyện gì để nói đâu. Thôi được rồi, mẹ cứ đi vào trong nhà nấu cơm đi, để anh em con nói chuyện. Cả hai mẹ con bây giờ có mỗi cái nhà này để ở, đâu có phải lúc nào thích là mang ra cầm cố ngoài ngân hàng được đâu. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Thế chú định đưa mẹ ra cầm cầu ở à? Anh tưởng mình anh biết thương mẹ à? Phải rồi, mẹ thương anh nhất nên anh lo giữ nhà cho mẹ. Còn mẹ, mẹ có thương em đâu. Anh là nhất mà. Nói lung tung cái gì thế? Em không nói lung tung. Mẹ thương anh, anh thương mẹ. Còn em, không ai thương em cả. Em phải tự lo cho mình thôi. Gần 30 tuổi đầu rồi mà chưa có gì trong tay, thế mà làm gì ai cũng cản. Nhưng chú làm cái gì cũng phải bình tĩnh. Đâu có phải cứ gán nhà gán đất, có được một ít vốn là ra ngoài cướp được tiền của thiên hạ đâu. Anh biết gì về làm ăn mà anh dạy dỗ em. Mày... Em nói chính xác đấy. Nếu không có chị Quyên ý, anh có ngày hôm nay không? Anh sung sướng đủ đường, làm sao anh hiểu được em anh khổ như thế nào. Nói chuyện với mày mệt quá. Tại sao mày cứ chuyện nọ sọ sang chuyện kia thế hả? Em nói chuyện rất logic đấy. Em mà có vợ giàu, vợ giỏi như anh thì em cũng ở nhà chơi, ăn bám vợ cho nó sướng. Tính chuyện làm ăn làm gì cho nó mệt cái thân ra. Mày nói hết chưa? Chưa. Em đề nghị anh, đã không biết gì về chuyện làm ăn ấy thì đừng can thiệp vào chuyện của em, chỉ làm phiền em thôi. Mày... Anh đánh tôi. Anh giỏi anh đánh nữa đi. Anh hành chết tôi đi. Ủa kìa Dân. Tôi chả thiết sống nữa đâu. Con. Trời ơi con ơi. Mẹ bỏ ra để anh đánh chết con đi. Con ơi, sao thế này con? Máu à, anh được lắm. Anh là cái gì con mà lên ơi. Mặt dạy đời tôi hả? Không có vợ anh, không có gia đình vợ lo cho anh thì anh có được êm ấm như ngày hôm nay không? Hả? Dân, thôi mẹ xin con. Thằng Quân, đi về ngay. Đi về đón con đi. Đi đi nhanh lên. Đi. Anh đừng có mà tinh tướng nhá. Dân, mẹ thôi xin một ngày con. Nào đấy, vợ chồng nhà anh sẽ phải ân hận vì đã đối xử tệ với thằng Dân này. Con.